Cuộc sống của tượng đài nhan sắc thập niên 90, Kim Khánh ra sao ở tuổi 55? Kim Khánh không phải là một cái tên xa lạ với nhiều thế hệ khán giả Việt. Từng là một trong những đại mỹ nhân thập niên 90, sở hữu nhan sắc quyến rũ. Kim Khánh nhanh chóng bén duyên với nghệ thuật và chinh phục khán giả bằng cả tài năng cũng như nhan sắc của mình. Ở thời điểm hiện tại, Kim Khánh vẫn đẹp nóng bỏng và tích cực trong hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc dù thầm lặng. Tuy sống độc thân, nhưng nữ diễn viên cho hay chị đang yêu và hạnh phúc với cuộc sống bình yên này. Thập niên 1990, Kim Khánh nổi lên như một tượng đài nhan sắc so với các người đẹp cùng thời. Chị được xem là một trong các đại mỹ nhân màn ảnh Việt cùng thời với Diễm Hương, Việt Trinh, Hiền Mai, Y Phục, Mộng Vân, Lý Thu Thảo. Kim Khánh sinh năm 1967, xuất thân là huấn luyện viên thể dục nhịp điệu. Năm 1991, Kim Khánh tham gia cuộc thi khỏe, đẹp, thời trang và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1. Danh hiệu này đã mang đến cho Kim Khánh cơ hội đóng phim, làm người mẫu, dẫn chương trình và cả ở lĩnh vực âm nhạc. Bộ phim đầu tiên Kim Khánh bén duyên với điện ảnh là Đời Hát Rong của đạo diễn Châu Huế. Chị thủ vai diễn nhân vật tên Trầm, một vai diễn phản diện. Vai diễn gây nhiều ấn tượng và các đạo diễn khác bắt đầu chú ý đến Kim Khánh nhiều hơn và mời đóng hàng loạt các bộ phim như Tốc Độ Tình Yêu, Vòng Vây Tội Lỗi, Đoạn Cuối ở Bangkok, Yểu Điệu Thục Nữ. Với vẻ đẹp hiện đại, phong cách gợi cảm và cá tính, Kim Khánh thường được các đạo diễn giao cho những vai phụ và vai phản diện. Vì vậy, dù sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Kim Khánh không được nhiều thiện cảm của khán giả như các diễn viên nữ cùng thời khác. Bên cạnh nghề diễn viên, Kim Khánh rất đắt sâu trong người mẫu thời trang. Nét đẹp mạnh mẽ, cá tính với gương mặt sắc sảo, mái tóc uốn xoăn đã làm nên tên tuổi Kim Khánh trong lòng mẫu Việt Nam. Ngoài ra, Kim Khánh còn là ca sĩ hàng loạt ca khúc ăn khách và tham gia quay nhiều video ca nhạc trong thời kỳ đầu tiên của nền nhạc trẻ. Năm 1995 là thời điểm Kim Khánh ra mắt album ca nhạc Tình Em Trao Anh do Bến Thành Audio Video sản xuất với các ca khúc nổi bật được khán giả yêu thích như Triệu Đóa Hoa Hồng, Bướm Xuân. Khi đó Kim Khánh chạy một tối 8-9 show là bình thường, chị cũng thường xuyên mời đi lưu diễn cùng Lý Hùng, Diễm Hương, mỗi chuyến đi thường kéo dài cả tháng trời. Khoảng thời gian điện ảnh Việt rơi vào khoảng thoái rào, trong khi nhiều tượng đài thuộc thế hệ đó lùi dần về phía sau thì Kim Khánh là nghệ sĩ hiếm hoi vẫn trụ được với màn ảnh nhỏ khi đều đặn xuất hiện trong các bộ phim khác nhau như Bình Minh Châu Thổ, Người Đàn Bà Yếu Đuối. Năm 2003, Kim Khánh nhận giải Mai Vàng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim Lưới Trời của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Tuy không quá đình đám, nhưng Kim Khánh là nghệ sĩ có hoạt động nghệ thuật bền bỉ suốt 30 năm qua. Năm 2007, Kim Khánh bén duyên với vai trò người dẫn chương trình khi được hãng phim Phương Nam mời dẫn cho cuốn DVD nghệ thuật trang điểm cô dâu và hướng dẫn chăm sóc sắc đẹp và trang điểm ở tuổi 40. Với sự góp mặt của chuyên viên trang điểm Lê Dũng và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, Diễm My, Tuyết Thu. Hiện tại, dù không còn là cái tên hot trong làng giải trí Việt, nhưng chỉ cần nữ diễn viên cất giọng là mọi người đã nhận ra Kim Khánh. Chị hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, biên kịch, giám khảo, diễn viên. Chị là đạo diễn của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, đạo diễn vở kịch, Cầu Vồng Khuyết, giám khảo cuộc thi Con đường âm nhạc. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của Kim Khánh, có một khoảng thời gian khá dài, chị gần như biến mất, dù nhận được rất nhiều lời mời tham gia các dự án phim truyền hình, điện ảnh cũng như show dần người mẫu, ca sĩ. Đứt trầm đó là do Kim Khánh gặp biến cố lớn về đời tư, bố của Kim Khánh mất vì ung thư, ngay sau đó cả nhà sang nước ngoài định cư, Kim Khánh ở lại Việt Nam một mình và chuẩn bị lên xe hoa làm đám cưới. Đúng lúc này, Kim Khánh phát hiện ra chồng sắp cưới. Người duy nhất để mình nương tựa tinh thần lại ngoại tình với bạn thân. Mối tình bi kịch như phim ấy khiến Kim Khánh đau đớn và sốc nặng tới mức trầm cảm và nhiều lần nghĩ tới cái chết. Đi qua khúc quanh đỉnh mình, Kim Khánh không còn nghĩ tới chuyện lập gia đình, chỉ chọn sống độc thân đến thời điểm hiện tại. Sau này, nhìn lại biến cố ấy, Kim Khánh thầm cảm ơn nó. Nhờ nó mà Kim Khánh mới biết được cuộc sống độc thân rất vui và nhờ thăng trầm ấy mà Kim Khánh có chất liệu, cảm xúc chật thật hơn khi đóng phim. Dù không kết hôn nhưng Kim Khánh cho hay, tôi đang rất vui và bình yên với tình yêu lúc này. Anh ấy có tâm hồn trẻ trung, đồng điệu với tôi. Chúng tôi gặp gỡ lần đầu tiên khi đang lơ lửng trên 9 tầng mây, hay nói chính xác hơn là trên máy bay. Từ lâu lắm rồi tôi sống bình thản, nhẹ nhàng. Quan trọng là mình vui với tình yêu đang có. Tôi luôn luôn có tình yêu, sống vì yêu.
Ở tuổi 55, Kim Khánh được khen ngợi về nhan sắc trẻ trung, chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc của mình. Kim Khánh bảo mình sống đơn giản, an vui và đọc kinh Phật thường xuyên. Điều đó cho chị sự thanh thản trong tâm hồn nên trẻ lâu hơn. Đi qua đại dịch Covid-19 với quá nhiều mất mát, Kim Khánh cũng biết quý trọng hơn giá trị cuộc sống và cố gắng sống ý nghĩa mỗi ngày.